đang cùng theo dõi bản tin của kênh tin tức mới 365. Với đội ngũ biên tập viên năng động và linh hoạt, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nhanh nhất về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính sẽ có trong bản tin của ngày hôm nay. Hỗ trợ công nhân thuê nhà, vẫn chuyển có tiền không thể tiêu. Vụ Tân Tạo chuyển tiền khủng sang Mỹ, quy định chuyển tiền ra nước ngoài có lòng. Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số Việt Nam bị chia sẻ trên mạng. Hỗ trợ công nhân thuê nhà, vẫn chuyển có tiền không thể tiêu. Kính thưa quý vị, quyết định 08 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được Thủ tướng ký ban hành từ tháng 3, song đến nay vẫn còn hàng loạt những địa phương chậm trễ thực hiện. Mục đích của quyết định 08 là giảm khó khăn cho người lao động về chỗ ở, đồng thời góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Đặt trong bối cảnh hậu đại dịch, có thể thấy đây là một chính sách nhân văn và cần triển khai kịp thời, đúng diện, được hỗ trợ. Theo dự kiến, gói hỗ trợ này lên tới 6.600 tỷ đồng với khoảng 3,3 triệu lao động được hưởng chính sách. Tuy nhiên đến nay, bên cạnh số ít địa phương có tỷ lệ giải ngân tương đối thì còn rất nhiều tỉnh thành triển khai chậm trễ, thậm chí tính đến đầu tháng 8, vẫn còn 12 địa phương chưa giải ngân đồng nào. Trong khi đó, chỉ ít ngày nữa là hạn cuối doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động lên Ủy ban Nhân dân cấp huyện vào ngày 15 tháng 8. Lãnh đạo chính phủ và ngành lao động thương binh và xã hội rất quan tâm đến việc triển khai chính sách nêu trên và đã nhiều lần đôn đốc các địa phương. Vào hôm 27 tháng 7, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quyết định số 08 và quyết định số 791 về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động không được để chậm trễ. Phát biểu tại hội nghị giao ban tháng 8 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội vào chiều 4 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng chia sẻ trăn trở khi các địa phương triển khai chậm. Bộ trưởng đã nhấn mạnh. Hết 7 tháng nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn rất thấp, có tiền nhưng không thể tiêu. Tôi đề nghị các địa phương, đến hết tháng 8 tỷ lệ giải ngân phải được cải thiện rõ rệt. Theo ông Tào Bằng Huy là Phó Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên nhân chính của việc đến thời điểm hiện nay, số hồ sơ được phê duyệt chưa nhiều là do người lao động, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị muộn. Do muốn gộp 3 tháng và làm thủ tục một lần, nên đến tháng 7 năm 2022, hầu hết người sử dụng lao động mới tiến hành các thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác như một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong việc triển khai chính sách, việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách còn chậm, công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ, kịp thời. Đến nay, chính phủ đã có 4 công điện chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ sớm đến tay người lao động. Nhưng khi thực hiện, một số địa phương lại máy móc. Như vậy là bên cạnh nguyên nhân từ người lao động cũng như người sử dụng lao động, thì ở đây sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương là rất quan trọng. Trong hơn 2 năm đại dịch, các tỉnh thành đã có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai hàng loạt gói hỗ trợ của Trung ương cũng như địa phương. Do vậy, nếu lãnh đạo sắn tay áo cùng với các cơ quan chức năng doanh nghiệp trên địa bàn chủ động triển khai, thì tiến độ thực hiện quyết định 08 sẽ được đảm bảo. Ngược lại, nhiều lãnh đạo địa phương thờ ơ khoán trắng cho cấp dưới, các cơ quan chức năng liên quan khoán cho doanh nghiệp, khoán cho người lao động, thậm chí để cấp cơ sở buộc bổ sung thêm giấy tờ không có trong quy định như đòi hỏi hợp đồng thuê nhà, giấy tạm trú tạm vắng mà không kiểm tra chấn chỉnh thì tất yếu dẫn đến tình trạng chậm trễ. Thời gian vừa qua, các cấp có thẩm quyền và chuyên gia kinh tế đã đề cập phân tích tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Có tiền nhưng không tiêu được và một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở nhiều nơi còn thiếu quyết liệt, sâu sát, cụ thể, thiếu quyết tâm vai trò của người đứng đầu, chưa được phát huy. Thiết nghĩ đây cũng là nguyên nhân phần nào dẫn đến việc chậm triển khai quyết định 08 như đã nêu ở trên. Vì vậy, người viết bài này cho rằng các địa phương cần nhanh chóng rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn, đưa ra các giải pháp kịp thời công khai thông tin để người dân giám sát. Các địa phương và đơn vị có liên quan cần thấy rằng
Việc chậm trễ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là làm chậm trễ một chính sách nhân văn, đúng đắn của chính phủ. Về phía người lao động cũng đang phải trải qua thời gian khó khăn khi trở lại làm việc sau đại dịch, đồng thời đối mặt với tình trạng tăng giá của nhiều mặt hàng, áp lực lạm phát khiến chi phí sinh hoạt hàng ngày nặng gánh hơn. Đã có không ít trường hợp người lao động nghèo phải cậy nhờ đến tín dụng đen, vay nóng và hệ lụy xảy ra sau đó rất khó lường. Xưa nay, quan niệm truyền thống của người Việt vẫn là an cư lạc nghiệp. Nếu chưa lo được nơi ăn chốn ở thì thật khó tạo tâm lý ổn định trong công việc, khó giữ chân người lao động gắn bó lâu dài. Nói là đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhưng các doanh nghiệp và địa phương cần ý thức rằng việc thu hút và giữ chân lao động cũng chính là vì quyền lợi của doanh nghiệp và địa phương. Thật khó chấp nhận trong khi người dân trông ngóng, lãnh đạo các cấp sốt ruột, trong khi phía dưới bình chân như vậy. Trong điều kiện thuộc khả năng giải quyết mà để xảy ra tình trạng chây ý thì chính là đang làm trái với yêu cầu của chính phủ, đi ngược lại với tinh thần hành động và các nỗ lực phục hồi kinh tế. Tự hỏi, địa phương nếu không quan tâm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong vấn đề hỗ trợ nhà ở, không vì người lao động, không thu hút và giữ chân được họ, thì những nỗ lực thu hút nguồn vốn FDI, kêu gọi vốn đầu tư, phát triển khu công nghiệp còn ý nghĩa gì? Vụ Tân Tạo chuyển tiền khủng sang Mỹ, quy định chuyển tiền ra nước ngoài có lỏng. Thưa quý vị, liên quan đến việc Tân Tạo tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đầu tư ở Mỹ, nhưng sau đó tính chính chỉ chi 633 tỷ đồng gây xôn xao. Ngân hàng Nhà nước nói quy định chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài rất chặt chẽ. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho hay, quy định chuyển tiền ra nước ngoài, ngay cả để đầu tư dự án rất chặt chẽ. Theo vì này, trước tiên dự án phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, muốn chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư dự án, nhà đầu tư phải mở tài khoản, được chi mục nào và phải báo cáo định kỳ. Cụ thể, Thông tư 12 của năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở một tài khoản vốn đầu tư bằng loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại một tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam thì nhà đầu tư phải mở và sử dụng đồng thời một tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam bằng một tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép. Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cũng hướng dẫn rất chi tiết các giao dịch chi cho dự án đầu tư ra nước ngoài, gồm chi chuyển khoản, chi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, chi chuyển khoản vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư. Định kỳ hàng quý, chậm nhất là vào ngày mùng 5 của tháng đầu quý tiếp theo, ngay sau quý báo cáo, nhà đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án cho Ngân hàng Nhà nước. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Itaco, đã công bố báo cáo tài chính vào cuối tháng 7, trong đó nêu thông tin Tân Tạo tạm ứng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Maya Janglas là tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến với số tiền 1.936 tỷ đồng để tham gia dự án ở Mỹ, khiến dư luận xôn xao vì số tiền chuyển ra nước ngoài quá lớn. Đáng chú ý, thời gian vừa qua, bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng kêu cứu về thông tin buộc phá sản tập đoàn Tân Tạo. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022, bởi trước đó đã hoạch toán sai. Theo báo cáo mới được sửa này, Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến không tạm ứng 1.936 tỷ đồng cho việc tham gia dự án tại Mỹ, thay vào đó chỉ 633 tỷ đồng. Với mục đích hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên đã thông qua vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Vào cuối tháng 6, cổ phiếu của công ty này đã có những phiên bị bán tháo dữ dội sau khi thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo bị mở thủ tục phá sản sau 4 năm tranh chấp được lan truyền trên các diễn đàn. Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số Việt Nam bị chia sẻ trên mạng. Kính thưa quý vị, theo Bộ Công an, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Đó là một trong những nội dung báo cáo của Bộ trưởng Công an Tô Lâm về các nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10 tháng 8. Bộ Công an cho biết,
Qua theo dõi, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ chi tiết khác nhau. Tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng, trong khi người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, đăng tải công khai hoặc lộ trong quá trình chuyển giao, lưu trữ, trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc do biện pháp bảo vệ không tương xứng dẫn tới bị chiếm đoạt và đăng tải công khai. Một số vụ điển hình như công ty VNG để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng, công ty Thế giới di động và điện máy xanh để lộ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán như Visa, thẻ tín dụng của khách hàng. Tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines, đăng tải lên Internet 411.000 tài khoản khách hàng thành viên của chương trình Bông Sen Vàng. Tình trạng để lộ thông tin khách hàng để các công ty môi giới dịch vụ taxi của Việt Nam sử dụng để mời chào khách hàng qua tin nhắn, SMS, dữ liệu khách hàng của công ty FPT bị đăng tải công khai trên mạng. Bộ Công an cũng cho biết tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân hiện đang diễn ra phổ biến công khai. Với các dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân đã qua xử lý, nhiều hành vi chưa được xử lý vì thiếu quy định của pháp luật. Bộ Công an cho biết, các doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, cho phép các đối tác thứ ba tiếp cận thông tin dữ liệu cá nhân, nhưng không có yêu cầu quy định chặt chẽ để đối tác thứ ba chuyển giao, buôn bán cho các đối tượng khác. Các doanh nghiệp chủ động thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, hình thành kho dữ liệu cá nhân, phân tích xử lý các loại dữ liệu đó để tiến hành kinh doanh, buôn bán. Báo cáo có viết, nhiều dữ liệu bị giao bán công khai trong thời gian dài với số lượng lớn trên không gian mạng thông qua các website, tài khoản, trang nhóm trên mạng xã hội, diễn đàn tin tặc. Xuất hiện một số công ty được thành lập mới, đầu tư xây dựng vận hành các hệ thống kỹ thuật chuyên thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để kinh doanh thu lợi nhuận, xây dựng các phần mềm chuyên thu thập thông tin cá nhân. Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ trong 2 năm từ năm 2019 đến năm 2020, Bộ này đã phát hiện hàng trăm cá nhân tổ chức có liên quan tới việc bán dữ liệu cá nhân. Một số đường dây chiếm đoạt mua bán dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam đã bị phát hiện, đấu tranh xử lý. Số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập mua bán trái phép trong vụ án phát hiện được đã lên tới gần 1.300 GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ nhạy cảm. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của các bộ ngành địa phương và hoạt động của các tập đoàn, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập thông tin cá nhân. Lực lượng công an đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức của một số cán bộ, công chức viên chức về cung cấp quản lý hồ sơ cá nhân, dữ liệu cá nhân và người dân, nhất là tâm lý sẵn sàng đánh đổi thông tin đời tư, thông tin cá nhân để lấy sự tiện ích về mặt công nghệ. Đồng thời, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trương ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa, đấu tranh với thực trạng buôn bán xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay. Về công tác đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra an ninh an toàn thông tin hệ thống công nghệ thông tin của 20 bộ ngành và 61 trên 63 địa phương chưa kiểm tra tỉnh Kon Tum và Hậu Giang. Kết quả của quá trình điều tra nói trên đã chỉ ra nhiều lỗ hổng bảo mật cần khắc phục để đảm bảo an ninh, an toàn khi triển khai kết nối dữ liệu. Các bộ ngành địa phương đã khẩn trương khắc phục. Đến nay, 11 trên 20 bộ ngành và 28 trên 61 địa phương có hệ thống đáp ứng được các yêu cầu về an ninh an toàn khi kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và điều kiện để thực hiện dịch vụ công cấp độ 4. Đối với 33 địa phương chưa đảm bảo điều kiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để khắc phục, kiểm tra lại, bảo đảm đạt yêu cầu mới kết nối.